Em nghĩa xin kính chào tất cả các bạn. Đầu xuân năm mới, em nghĩa xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến toàn thể các bạn nhé. Chúc các bác và gia đình thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và an khang thịnh vượng. Kính thưa các bác, thì cuối năm vừa qua thì em nghĩa rất là bận với cái nhà nhỏ của em nghĩa. Xong đó thì là tối mùng 3 Tết, sau khi đã ăn Tết ở trong quê thì anh nghĩa lại đi ra Hà Nội để chúc Tết bên ngoại. Đấy, thì vừa rồi ngày mùng 7 Tết thì em nghĩa có dự cái đám giỗ của bên bà, gọi là bà nội của bên vợ em ấy. Thì xong thì hôm nay là mùng 10 Tết, sáng sớm 4 giờ em có mặt tại Nghệ An. Em đi từ tối qua ở Hà Nội là 10 giờ đêm và 4 giờ sáng thì là về đến đây. Thì em nghĩa lại nóng lòng muốn vào để quay lại cái nhà để chia sẻ ở các bác. Hy vọng rằng có bác nào đó hợp nhãn thì có thể là lựa chọn cho mình những cái căn nhà gỗ như thế này. Bên em nghĩa thì còn rất nhiều căn nhà gỗ khác nhé các bác nhé. Thì hy vọng là các bác sẽ tiếp tục theo dõi kênh YouTube của em nghĩa để có thể là lựa chọn cho mình một căn nhà đúng với nhu cầu, đúng với tâm tiền, đúng với nhu cầu của các bác. Kính thưa các bác, thì cái nhà này thì em nghĩa đã có một cái video hai video trước rồi, nhưng mà các bác có thể xem lại ở cái video số 203. Đầu các video của em nghĩa mà giới thiệu để bán nhà ấy, thì em nghĩa có đánh số nha các bác nhá, đánh số. Do đó là bác nào muốn hỏi căn nào thì có thể xem là cái tiêu đề của cái video đó là số bao nhiêu, và nếu như căn nào ở trên tiêu đề đã có chữ đã bán thì căn đó là không còn nữa các bác nhá. Thì kính thưa các bác, đây là một căn nhà gỗ 3 gian 4 vi, gỗ là thuộc gỗ ở trên núi đá, rất là chắc ạ. Em nghĩa dựng ở đây gần 4 tháng rồi. Cái bạt của em nghĩa là bây giờ nó rách nát tê tua rồi. Đó, tuy nhiên thì căn nhà vẫn bởi vì chất gỗ của nó tốt cho nên không sao cả các bác nhé. Căn nhà này thì có quy mô là 3 gian 4 vi, 11 cột, và tất cả em nghĩa đã có đá kê chân cột ở đấy cho các bác rồi. Đó, riêng tiền đá kê chân cột cũng mất 3-4 triệu rồi các bác nha. Đấy, còn căn nhà này thì phần rúi của nó thì cũng được phần đằng trước đang còn tương đối đầy đủ, phần sau thì cũng có những cây là gãy. Và me thì em nghĩa có xẻ xoan, gỗ xoan, xoan xoan ta, xoan đào nhá. Em nghĩa có xẻ me bằng xoan đào rồi. Đó, thì em nghĩa sẽ, bác nào mà lấy thì em nghĩa sẽ lựa ra một số cái miếng rúi và miếng me để các bác về thì có thể là cắt và đóng lên luôn. Báo cáo với các bác thì sơ qua căn nhà này thì nó có chiều dài của căn nhà là gần 8 mét các bác nhá. 7 mét hơn, 7 mét rưỡi, gần 8 mét. Mỗi gian này là 2 mét rưỡi. Đó là tổng của nó, là em nghĩ cái tính cho là tròn sổ là 8 mét nhá. Còn chiều rộng của nó thì là khoảng tầm 5 mét. Đó. Nếu mà ra cả cái chỗ mà giọt ranh khi mà nước chảy thì khoảng tầm 6 mét chiều rộng. Đó, mỗi gian là 2 mét rưỡi. Cột cao nhất là 3 mét rưỡi, cột thấp là 2,8 các bạn, 2,8. Do cái mặt đất ở đây em nghĩa dựng trên một cái nền nó không bằng phẳng, do đó là có cái cột cao cột thấp, cái đất ấy, do đất. Đó. Nhà này thì là gỗ ở trên núi đá. Người ta làm cách đây từ những năm 1980 các bạn. Gỗ của nó chủ yếu là gỗ vư, gỗ sủ, gỗ xến. Gỗ rất là chắc. Em nghĩa phơi nắng ở đây là cũng phơi nắng phơi mưa cũng tầm 4 tháng rồi đấy. Nhưng mà các bác có thể nhìn xem, hiện trạng vẫn không có gì bị xuống cấp các bác nhé. Nếu các bác, nếu không có bác nào chốt sớm thì sắp tới em nghĩa sẽ cho thợ là đóng rùi me và lợp ngói. Lợp ngói, và em nghĩa sẽ cho có thể là đóng bức vách xung quanh để chuyển vào cho một vị khách ở trong Đà Lạt muốn dựng ở Lâm Đồng muốn dựng là ở trên rẫy, là một cái nhà nhỏ. Đấy, còn giá lên xe cho các bác về để các bác tự dừng lại thì là rất hữu nghị, là em nghĩa để cho các bác 40 triệu bao gồm toàn bộ căn nhà này, hiện trạng như thế này, đá cái chân cột, và em nghĩa sẽ cho thêm rúi
những cái thanh rùi nào gãy thì em nghĩa sẽ bù là cho các bác thêm, cũng là gỗ xoan thôi các bác nhá, rùi và toàn bổ me nhá, toàn bổ me để đóng đủ cho căn nhà này. Đó, thì là em nghĩa sẽ bao gồm tháo dỡ bốc lên xe cho các bác, rồi bổ sung thêm những cái phần rùi còn thiếu và cho các bác đủ thêm me. Đó, để các bác về các bác có thể dừng một phát lại là có thể là lợp ngói luôn đấy. Em nghĩa thì chính thức là từ bắt đầu từ hôm nay là mùng 10 Tết, em nghĩa sẽ quay lại với công việc của cơ quan, rồi cũng như là cái việc giới thiệu thêm về nhà gỗ nhà sàn cho các bác. Các bác nào có nhu cầu tìm nhà gỗ nhà sàn giá rẻ hay giá là nhà đẹp hay là nhà vừa vừa tiền, tùy tầm tiền của các bác, thì em nghĩa sẽ giới thiệu cho các bác để các bác tham khảo xem có phù hợp với nhu cầu tâm tài chính hay không. Em nghĩa có số Zalo là số điện theo số điện thoại là 0833281888 các bác nhá. Bác kết bạn Zalo với em để có thể là theo dõi và trao đổi thêm những cái thông tin khác về những căn nhà gỗ khác. Em nghĩa thì thực ra là đang công tác trong một đơn vị nhà nước, do đó là em nghĩa thường xuyên đi công tác là gặp những cái nhà mà người ta muốn bán ấy, thì em nghĩa sẽ lấy thông tin, quay hình, chụp ảnh và làm post lên trên kênh YouTube cũng như là trên Zalo để các bác có thể tham khảo. Do đó nếu các bác có nhu cầu cần hoàn thiện lắp dựng thì em nghĩa sẽ tìm thợ luôn cho các bác, và để các bác làm việc trực tiếp với nhóm thợ đó để họ có trách nhiệm làm thật chỉnh chu, và hai nữa là các bác dễ dàng là giám sát cũng như là trao đổi những cái có thể là quá trình làm có thể có những cái thay đổi các thứ ấy. Bởi vì là em nghĩa đang công tác ở một đơn vị nhà nước, do đó em nghĩa không thể là xin phép nghỉ quá nhiều, em nghĩa chỉ có thể tranh thủ được một vài ngày, là nếu như ở gần, còn ở xa thì cái thời gian di chuyển nó cũng chiếm rất nhiều thời gian rồi. Do đó là nếu như em nghĩa nhận hoàn thiện cho các bác là em nghĩa phải dẫn thợ đi, thì quá trình thợ làm, thợ bên em nghĩa làm là em nghĩa không giám sát được kỹ càng, thì em nghĩa sợ rằng là cái chất lượng mang lại cho các bác về cái căn nhà đó là nó không đảm bảo. Do đó em nghĩa lựa chọn cái phương án là em nghĩa sẽ tìm nhà và tìm cả thợ luôn cho các bác. Em nghĩa sẽ cố gắng tìm những cái nhóm thợ làm được việc để giới thiệu cho các bác, để các bác làm việc trực tiếp với nhóm thợ đó về giá cả cũng như là trong cái quá trình thợ lắp dựng hoàn thiện cho các bác, thì các bác có thể là giám sát cũng như là chỉ đạo họ để làm theo đúng ý của các bác đấy. Thì em nghĩa sẽ phương án của em nghĩa là như vậy, nó sẽ hài hòa, nó sẽ tốt hơn, và em nghĩa như vậy sẽ là đảm bảo được cái chất lượng cho các bác. Còn nếu như em nghĩa nhận là hoàn thiện là em nghĩa chịu trách nhiệm trực tiếp với các bác, nhưng mà em nghĩa lại không thường xuyên có mặt, thì e rằng cái chất lượng mà của công trình nó sẽ không được đảm bảo cho các bác theo đúng ý của các bác đấy. Quá trình làm thì nó sẽ xảy ra nhiều cái vấn đề về thay đổi rồi nọ kia các thứ linh tinh, có thể là quá trình nó sẽ có những cái nó không đúng theo cái nguyên bản ban đầu, các bác là muốn thay đổi chỗ này chỗ kia thì là các bác sẽ làm việc trực tiếp với nhóm thợ đó luôn, thì để người ta xử lý luôn cho các bác, thì là nó sẽ nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đấy. Thì đầu xuân năm mới em nghĩa không dài dòng nữa, là xin một lần nữa xin kính chúc tất cả các bác dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn, an khang thịnh vượng, và đừng quên tiếp tục theo dõi kênh của em nghĩa để có thể tham khảo thêm nhiều mẫu nhà, rồi lựa chọn cho mình một cái sản phẩm nào ưng ý để có thể là đáp ứng được cái nhu cầu của các bác theo ý muốn của các bác nhé. Em nghĩa xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.